Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của anh Chứng khoán Thực Chiến. Ngày hôm nay thì thị trường nó gặp cái vùng 1294 lại bị bán ngược trở lại đúng không anh? Nếu mà anh em chú ý về thị trường ấy, chúng ta sẽ có hai cái phiên đúng không ạ? Và thị trường sáng mở gap rất xanh rất đẹp đúng không? Chiều bị bán ngược lại. Và cái lực bán ấy thì nó càng ngày nó càng gia tăng buổi chiều. Nhưng hôm qua thì anh có nói đúng không anh em? Đấy, hôm qua thì anh có nói là cái vùng này này, cái vùng cái cây mùng 1 tháng 6 này, buổi chiều không có lực mua lên, thế thị trường nó không thể vượt được cái vùng này, thế thì ngày hôm nay nó kéo dướn xong thì đâu lại vào đó hàng T cộng về nó lại chốt thì lại giảm. Đấy, nhưng mà hôm nay có một cái điều tích cực anh em cần nhìn nhận đúng không ạ? Đó chính là gì? Đó là khi mà thị trường giảm, chúng ta không có một cổ nào nó sàn đúng không anh em? Đây, 189 cổ xanh cho nó 16 cổ trần, hôm nay rất nhiều cổ trần, thì tí nữa cái này anh sẽ phân tích tại sao nhiều cổ trần đấy. Đấy, nhưng khi anh em nhìn thấy khi lực bán nó quay trở lại đúng không ạ, nó bị bán ngược trở lại anh em nhìn đấy, thì không có cổ nào sàn. Và ngày hôm nay VN Index hai lần 10 giờ 11 và 10 giờ 40 VN Index chạm mốc 1294 và sau đó bị bán ngược trở lại, không có, anh em nhìn này, nó không có gọi là nó không có lực để nó mua lên. Đấy, các anh lái thì các anh cũng kiểm tra vùng này thôi, các anh để xem là nhà đầu tư có tiền để mua vào không, có thì lại bị bán xuống đúng không anh em? Đấy, bị bán xuống đấy, thì phiên chiều nó chỉ lên là 1292 sau đó nó giảm. Đấy, nhưng cái tích cực ở đây phải ghi nhận là ngày nay không có cổ nào sàn anh em nhé. Đấy, còn về danh mục của anh thì anh vẫn cầm 60% cổ phiếu, kể cả hôm nay trần anh em nhìn trần nhiều như thế. Đấy, cũng không mua thêm. Tại sao? Tại vì anh em nhìn những cái cổ phiếu trần ấy, nó không phải là theo dòng mà nó là những cái cổ phiếu riêng lẻ đúng không anh em? NHA thì chúc mừng những anh em nào cầm được những con như này, hay là LS đấy, anh em phải săn. Đấy, cái nền nó đánh lỏng đúng không, nó vẫn lên đúng không, hay là anh em cầm những cái con cổ phiếu mà SGR đấy, nó vẫn trần đúng không? Những cái con này thì gần như là bây giờ anh em mới để ý đúng không? Đấy, rất ít người để ý những cái con như này, nó đánh gọi là gần như là nó đánh anh em những cái con, nó đánh kéo những cái con rất nhỏ và những con anh em không biết được đúng không? Anh em nhìn những cái cổ trần của OC này, anh em nhìn này, trong những cái cổ này anh em có gì? Có BHN đúng không? Có SAB đúng không? CKG 3 phiên tím, thì anh em có mua được. Ngày hôm nay nếu mà anh em đánh ấy, anh em chỉ nhìn được con SIP đúng không? Con SIP, con NHA, con LSS. Đấy, còn đâu những cái con khác thì anh em mua làm sao đúng không? Mà những cái con đấy gần như là anh em cũng chả bao giờ anh em để ý đúng không? Đấy, thì thị trường nó rất khó đoạn này, nó rất khó. Và cái vùng này nếu mà tại sao anh lại cầm 60% cổ 40% à? Thì khi mà thị trường, nếu hiện tại thị trường có hai kịch bản anh em nhé, thì anh không biết là kịch bản nào luôn. Đấy, hiện tại anh thì nói chung mình có sao nói vậy anh em ạ. Một là nó quay trở về biên giới đúng không, 1250 nó sẽ làm những hành động như này, cái này anh đã nói từ rất lâu đúng không anh em, đã nói từ cách đây khi mà thị trường nó bước vào những cái cây sideways như này, này là biết là nó đánh sideways rồi thì nó sẽ đánh như này. Mình còn vẽ luôn cho anh em đúng không, còn vẽ luôn cho anh em là đấy, nó có những cái cây test này, anh em nhìn cây test nó giống không? Đấy, cái test giống, nhưng mà nó phải đi lên. Đấy, nó lên nhanh thì nó lại xuống, nó phải xuống từ từ như này. Đấy, thì không biết là nó có lình xà lình xình đây một hai phiên nó xuống, hay là kịch bản thứ hai em nhá, một là xuống biên 1250 đúng không, hai kịch bản hai ngày mai nó giảm xong nó rút chân lên nó tăng tiếp. Đấy, thì hai cái kịch bản này anh em phải làm gì đúng không? Rồi kịch bản 1250 thì anh em làm quá rõ rồi, đúng không anh em? Đấy, còn cái kịch bản mà nó rút chân lên tăng tiếp thì anh em làm gì? Hùng Anh sẽ làm gì trong cái kịch bản này? Nói thẳng luôn là Hùng Anh sẽ không mua anh em nhé. Nếu mà thị trường nó có những cái phiên mà tăng mà chạy nước rút như này, nếu mà nó kéo, nó vẫn là cái kiểu mà nó đánh ở dạng là dùng trụ nó kéo, hay là nó đánh nó không đồng thuận, hay là anh em phải nhìn ý, cái kiểu đánh của thị trường, ví dụ nó phải là những cái cây như này, nó phải cây bùng nổ luôn, anh em hiểu không? Nó phải là bùng nổ đúng không? Thanh khoản thị trường nó vào, hay là nó là những cái cây như này. Đấy, anh em thấy không? Đúng không? Cây như này. Đấy, vol tăng 20%, các cổ trần liên tục. Trần phải hơn hôm nay nhiều. Đấy, thì ok, thì ông anh sẽ vào nốt 40%. Còn nếu mà nó lại kéo cái kiểu lom ra lom dòm ấy, thì ông anh lại không vào. Đấy, anh em hiểu không? Tức là cái thị trường nó, cái đoạn này nó thế anh em ạ. Nó chỉ là trong cái moment thôi. Thì ngày hôm nay thì ông anh cũng không bảo anh em vào. Đấy. Và khi mà nhìn thấy viên đấy có test này, 1294 này nó giảm này, thì cũng không nao núng. Đấy, cuối phiên anh em nhìn. Anh em nhìn cuối phiên này. Đây.
Lực bán càng về cuối phiên càng mạnh nhưng chưa có cổ nào sàn cả. Đây cũng là dấu hiệu đáng ghi nhận. Không phải sợ, Hùng Anh cũng không có gì mà phải sợ anh em, đúng không em? Vì bây giờ là Hùng Anh cầm một nửa hàng, nửa tiền cũng chẳng phải xoắn gì cả. Đấy. Đấy. Thì anh em này, đấy, thì nói chung là nay thì cũng gần như là cũng không mua gì anh em ạ. Vẫn đúng như thế đúng không? Vẫn không mua gì cả. Đấy. Đấy. Những cổ phiếu này có khả năng lên, thì buổi sáng thì Hùng Anh cũng có nói là có hai kịch bản hiện tại là test về 1280 cộng trừ 5. Đấy, lấy đà vượt 1290 1300, hai là kịch bản tìm về biên sideway. Đấy. Thì vẫn là các cái kịch bản mà chúng ta xem thôi, để xem thị trường. Và cây ngày hôm nay nếu để phân tích thì cái cây ngày hôm nay là bị bán rất là mạnh anh em nhé, bị bán rất mạnh, nó kéo lên để nó bán xuống và vô nó to hơn anh em ạ, vô nó to hơn. Đấy. Thì cây ngày hôm nay cũng là một cái cây nến khá xấu đấy, nến khá xấu đấy, nhưng mà mọi thứ thì vẫn ổn anh em ạ. Nếu mà UBO ấy anh em ạ, UBO ấy. Đấy. Thì nó phải là nó phải có những cái cây giảm. Đây nó phải như này này em này. Đấy, nó phải có những cây giảm như này, đúng không? Đấy, nó giảm xuống. Đúng không? Đấy. Phải có cây vô lớn. Nhưng mà ông anh nghĩ rằng đoạn này chưa có khả năng đấy đâu. Đấy, thị trường nó sẽ vẫn còn. Nhưng anh em vẫn phải để ý cho ông anh cái mốc 15 tháng 6 nhé. Anh em để ý cái mốc đó nhá. Thị trường bắt buộc, nếu thị trường bây giờ về sideways thì ông anh sẽ mua thêm, đúng không anh em? Còn nếu mà thị trường tăng lên mà tăng không ổn ổn ấy, thì ông anh sẽ hạ bớt hàng. Nói chung là phải chờ xem tăng như nào. Đấy anh em ạ. Thì nó phải là real time hoặc là nó phải trong phiên thì ông anh mới nói được với anh em. Anh em còn nhớ không? Như hôm trước của anh nói với anh em đúng không? Cây này nó kéo luôn, nó không về test lại luôn. Thì anh em nhìn đấy, trong phiên, đấy, ai cũng nghĩ rằng nó về cái sau cái cây 31 tháng 5 đúng không? Ai nghĩ là cái cây mùng 3 tháng 6 là nó về nó test lại không? Nó kéo luôn. Thì ông anh bảo chiều không test đúng không? Kéo luôn, đấy, kéo luôn, đấy. Thì tiếp tục thôi, bây giờ lại là chúng ta lại là gọi là đoán, gọi là mình dự đoán thì mình phải có, gọi là mình có bằng chứng đúng không anh em? Có dẫn chứng thì mình mới dự đoán được, đấy. Thì hôm nay thì vẫn là hai cái bản đó nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào xem một chút các cái cổ phiếu. Ngày hôm nay thì ông anh vẫn bắt được những cái con cổ phiếu như này, vẫn bắt được luôn. TTN của ông anh thậm chí nó tăng được 27.6%. Mua từ đây anh em ạ, mua từ đây. Đấy. Đấy. Anh em thấy kinh khủng không? Tức là sao? Tức là ông anh đã mua ở dưới này rồi nhá, lên trên này vùng này, vùng 14.1. Nhớ hồi trước này nó lên được 14 là 14.8. Tại vì giờ nó chịu cổ tức anh em ạ. Đây này, chịu cổ tức này. Đấy, thì nó bị giảm. Đấy, sau ông anh bán đây một phần này, sau đó thì chờ kéo lên ông anh bán nốt vào này. Đấy. Đấy. Thì ở đây thì ông anh mua lại thì may ăn vòng 2. Nếu mà mình còn giữ nhá, nếu mà ông anh còn giữ thì bây giờ nó cũng phải được 70%. Đấy. Và những cái con này nó đang chạy nốt. Anh em hiểu không? Nó đang chạy nốt anh em ạ. Anh em thấy không? Nó trần nhanh lắm anh em ạ. Đấy. Thì đoạn này vẫn còn có những cổ phiếu vẫn có thể kiếm tiền anh em nhá. Quan trọng là chúng ta có vào được những cổ phiếu đó không, đúng không anh em? Đấy. Ngày hôm nay thì những cái con cổ phiếu như tại sao anh không bảo anh em mua chứng khoán mình cũng... thật sự ở đây nó là cảm nhận thị trường, nó là kinh nghiệm trận mạc anh em, vì anh em biết chứng khoán nó đã tăng khá nhiều rồi. Đấy. Những cái cây dao động, nến dao động như này là anh em cần đặc biệt là phải cẩn thận. Đấy. Đặc biệt anh chỉ nói là anh em cẩn thận thôi nhá, cũng không biết đâu là đỉnh đâu, nhưng đoạn này là phải cẩn thận rồi anh em ạ, chúng ta phải có một cái giới hạn. Ok, xem dòng banh nhá, banh VCB này. Đấy. Anh em nhìn như này nhá, nếu mà nó quay trở lại lấp cái gap này thì cũng không biết bao giờ lấp. Đấy. Anh em nhìn này, có thể nó lấp theo kiểu mất dậy rồi này. Em nhìn gap không? Nó làm mất xuống rồi rút chân lên. Đấy. Xong mai nó rút chân lên này. Đấy. Cái gap này thì không thể lấp. Anh em thấy không? Đấy. Bit đây cái gap này thì xem mai nó lấp không nhá. Nếu mà mai mà lấp thì thị trường sẽ giảm điểm anh em ạ. Đây gap đây đúng không? CTG, Techcombank các kiểu đều có gap hết. Đấy. À, vì cái hôm trước nó mở gap em thấy không? Hôm trước nó mở gap thì để xem nó có lấp không. Đấy. Và những cái cây này anh em mua anh em tưởng ăn ấy, cuối cùng nó lại giật, nó lại không ăn được. À, thị trường này rất khó anh em. Dù anh em mua nhá, anh em mua cây này thì anh em cây này có ăn. Nhưng anh em mua cây này thì hàng về em cắt lỗ. Đấy, thị trường nó rất là khó như thế. Đây con như hưu này, anh em mua ở đây đúng không? Mua đây đúng không? Hàng về cho cắt lỗ này, lên này, đây này chốt thì này. Không phải kéo lên này, cắt lỗ xong nhá, cắt lỗ xong nhá thì nó lại lên xong mua lại và lại cắt lỗ. Đấy, nó là như thế anh em ạ. Khó đánh. Thị trường rất khó, rất khoai anh em ạ. Đấy, hôm nay STB lại giảm tiếp này. Qua wow, anh em. AIB kiểu nói chung là những cái con cổ phiếu của dòng banh ấy thì nếu mà nó test lại đáy thì chỉ số thì nó sẽ giảm khá kinh. Đúng không? PDR các kiểu đã đích này, PDR ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả. Đấy, nó vẫn đang tích lũy thôi, sell xuống các kiểu. Nam Long ngày hôm nay bị giảm này,
đúng không ạ? Đấy. Trong cái dòng này thì ngày hôm nay con IGC tăng khá tốt. Đấy, thì anh em có đây em để ý đây, nhưng cũng bị bán ngược trở lại, nó ngỏ mục đích này cũng bị bán ngược trở lại, phải chờ xem thôi, đúng không anh em? Đấy. Còn những cái dòng chứng khoán hôm nay không nói thì anh em biết là bị bán ngược trở lại đúng không anh em? CTS, FTS này, BSI này, đấy, bị bán ngược, ORS các kiểu bị bán hết. Đấy, cuối phiên nó còn rụng, nó kéo lên là nó rụng anh em lao vào mua thì nó bán ngược trở lại thôi, đúng không? Nhưng mà anh nghĩ rằng là có một số thứ anh em cần phải cẩn thận, ví dụ như con FPT anh em nhìn, con FPT anh em nhìn cụt đầu chưa? Cụt đầu đấy không sao đúng không? Ok không sao hết, đúng không? Nhưng mà anh em nhìn nhá, nếu mà khi mà anh em tính một gap, hai gap, ba gap này, nó có ba gap, sau đó bị cụt đầu này thì anh em cần phải để ý, và cổ phiếu này nó đã chạy một cái, đây là nền tảng lớn đúng không? Anh em nhìn đây là nền tảng lớn, thì nền một này, nền hai, và thường sau khi cái nền hai nó chạy nốt là xong anh em nhá. Anh em nhìn nó giống loại này này, anh sẽ cho anh em xem nhé, một gap đúng không? Đúng không? Xem. Một gap này đúng không? Hai cái gap này. Đấy. Và sau đó thì lên này. Đấy. Sau đó gặp những cái cây rút chân này. Đấy. Cây bị bán ngược trở lại, nó vẫn lên được anh em nhé, vẫn lên là sau đó thì nó mới giảm. Đấy, em thấy nó mới giảm không? Đấy. Thì tất nhiên là nó có những thứ mà chúng ta phải để ý anh em ạ. Chúng ta phải để ý thì chúng ta mới biết được đúng không? Đấy. Thì nó cũng chỉ là chúng ta dự đoán, chúng ta nhìn mẫu hình chúng ta dự đoán thôi. Đúng không ạ? Thì anh em phải để ý nhé. Đây. Một cái nền đúng không? Hai nền này, lên này, xong rồi bị chỉnh này. Đấy. Anh em phải để ý nhé. Đấy. Thì ngày hôm nay những cái con cổ phiếu nó dẫn CTS đúng không? BVS vẫn ổn. Nhưng mà đều lại bị bán cu đầu xuống. Đó là những cái thứ anh em cần để ý. Tức là bây giờ FOMO không ăn được. Và hàng về thường sẽ phải cắt lỗ. Và cẩn thận những cái kiểu như thế thôi. Ở vùng cao anh em đấy, hay là LB Bank này đang rút chân trở lại này, vuông khá lớn đúng không, hay là Đạt Phương đấy, anh em thấy không, lên bán cụt đầu, và con này anh em nhìn này, nó bán từ trên xuống dưới em nhìn này. Hùng Anh thì Hùng Anh vẫn cầm cổ phiếu anh em hiểu không, vẫn cầm 60% hàng, nhưng có gì thì Hùng Anh nói thì anh em đấy, càng về cuối phiên bán càng mạnh, sau đó hồi lên tí xong rồi lại ATC lại kéo lên đấy, thì anh em cũng phải cẩn thận. Nói chung là này, anh em hạn chế mua mới thì ok, Hùng Anh nghĩ rằng là hạn chế mua. Ông nào cầm tiền thì vào 20-30% ok đúng không, ông nào cầm full hàng thì hạ bớt một phần đấy. Còn ông nào đang cầm nửa tiền nửa hàng như Hùng Anh thì thoải mái đi đúng không, không có gì phải nghĩ cả đúng không. Những cái con ngày hôm nay, những cái con mà nó kéo dòng rất phân hóa, ví dụ là dòng dệt may thì view không kéo đúng không, TNG không kéo, nó kéo VGT anh em ạ, may sông Hồng không kéo, ADS ngày hôm nay cũng không đấy, anh em thấy không. Cái dòng mía đường thì nó kéo LSS đúng không ạ? QNS thì nó bị bán cụt đầu. Đấy, đúng không? Dòng bất động sản thì EGC nói rồi đúng không? NHA đúng không ạ? Đấy, Nam Long bị bán ngược trở lại. Đấy, cái sự phân hóa nó thể hiện kinh khủng khiếp luôn. Đúng không? Nếu anh em mua không đúng cổ phiếu là anh em, ví dụ anh em bây giờ anh em đủ cái này đúng không? Hàng về cắt lỗ. Đúng không? Hàng về cắt lỗ thôi. Đấy, anh em đủ cái hàng về lỗ 2%. Cắt không? Không cắt thì mai nó đánh xuống, thường con này nó đánh rũ, nó rũ cho bằng da thì thôi, xong nó mới lên, nó đánh rất khó chịu anh em. Đấy. Thì cái sự phân hóa nó đến rất lớn. Hôm nay thì có mỗi dòng công nghệ em nhé. Đấy, CMG hôm nay còn bị bán xuống này, FPT rồi đúng không, TTN tăng đúng không, ITC những cái con cổ phiếu mà nó ITD này đấy, đúng không, ICT này các kiểu này cũng bị bán ngược trở lại, nhưng mà nhìn chung nó vẫn giữ được, nó đà tăng anh em ạ. Thì còn như dòng thủy sản các kiểu, nói chung dòng thủy sản đầu tư công bị bán ngược trở lại hết, em nhìn con mạnh CTI các kiểu bị bán này. Đấy, đoạn này rất khó đánh em ạ, khó đánh, cho nên là anh em cứ cẩn thận đoạn này là ok nhá. Đấy. Còn nhìn chung về thị trường thì hiện tại nó chỉ có hai kịch bản anh em ạ, một là nó đi sideways, đi sideways đẹp quá thì về cổ phiếu tích lũy thêm đúng không. Đấy, anh em nhìn những cái giai đoạn như này này, những cái giai đoạn như này nhá. Đấy. Từ tháng 12 nhé anh em nhé, tháng 12 khi mà thị trường giảm này vẫn có những cổ phiếu tăng ấy. Vẫn cổ phiếu tăng à. Còn đoạn này vẫn thế, nếu thực sự là thị trường sideways nhé, thị trường sideways anh em nhé, vẫn cổ phiếu tăng. Còn nếu thị trường mà nó giảm như này mà nó giảm luôn nhé, thì anh em sẽ thấy ở đấy không, anh em không tìm được bất cứ một cổ phiếu nào tăng cả à, anh em hiểu không. Còn kịch bản thứ hai chạm về 1277, 1279 này này, xong nó rút chân lên tăng tiếp, thì cái kịch bản đấy thì anh em phải cẩn thận hơn thôi. Ok đấy.
Thì thật ra hôm nay thì ông anh cũng chia sẻ với anh em một số điều như thế thôi. Đấy. Còn cũng không, thị trường hôm nay cũng không có quá nhiều điều để nói anh em ạ. Đấy. Khi nó bị bán cột đầu trở lại, chúng ta cùng xem mai canh lại đánh thế nào thôi. Ok, anh em nào muốn về ru, muốn về team của mình thì liên hệ số điện thoại 0949359998 hoặc inbox Zalo của ông anh nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.